Chương trình Một Tách Trà với An Miên xin kính chào quý vị và xin chào Phương Quỳnh. Chào chị và chào quý vị khán giả. Thưa quý vị và thưa Phương Quỳnh, phải nói là ca dao của tục ngữ của chúng ta có rất rất nhiều câu nói về thân phận của người phụ nữ. Mà có lẽ có một cái câu mà An Miên cứ vương vấn mãi không thôi mà nó rất là nhẹ nhàng là thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Thì ví thân phận người phụ nữ và phải nói là một tấm lụa đào thì An Miên lại thấy rằng phận đàn bà. Và không phải là mình dị đoan phải không Phương Quỳnh, nhưng mà cái chữ phận á, mình cảm giác như là nó có một cái gì đó là định mệnh, là số mệnh phải không? Khi nói về cái phận á, nó hay đi theo tiếng Việt của chúng ta, nó có những cái chữ hay đi cặp đôi với nhau. Chẳng hạn như là duyên phận. Rồi phận làm người, phận đàn bà như chúng ta đang nói chuyện với nhau hôm nay. Vâng, và thưa Phương Quỳnh và thưa quý vị, phải nói là phận đàn bà, có những người đàn bà phải nói là rất là lẫy lừng, rất là hạnh phúc, rất là sung sướng. Còn cũng có những người đàn bà phải nói là bên ngoài cười nụ mà bên trong thì khóc thầm. Còn có những người đàn bà thì không cần bên ngoài cười nụ đâu, ngoài khóc mà trong cũng khóc. Thì hôm nay chắc có lẽ là trong cái phần đầu tiên thì An Miên và Phương Quỳnh sẽ nói đến những người phụ nữ mà phải nói là bây giờ là mình không có dám nói là hạnh phúc hay không hạnh phúc, bởi vì cái chữ hạnh phúc nó có quá nhiều cái bao hàm nhiều quá đi, mà chúng ta làm sao biết được người đó hạnh phúc hay không hạnh phúc, đúng không? Thì chúng ta chỉ nói là những người đàn bà mà duyên phận của họ hoặc là họ chọn lựa sống cuộc đời có vợ có chồng. Chị Amina nói về hạnh phúc thì cho Phương Quỳnh một chút xíu, một thời gian chút để mình bàn về hai cái chữ đó một chút. Hạnh phúc đó, nó mông lung lắm. Đúng rồi. Nó còn tùy thuộc vào cái sự cảm nhận của từng con người và sự chịu đựng của cái người đó như thế nào đối với cái hai cái chữ hạnh phúc này. Có những người họ có sức cái chịu đựng cao thì họ không có muốn người khác nhìn họ với một cái ánh mắt thương hại. Hoặc là họ không thích chia sẻ. Lúc nào chung quanh họ cũng có một cái áo, mình gọi là cái áo hạnh phúc khoác lên người. Còn những người có những sức chịu đựng kém thì một con kiến cắn cũng làm họ đau. Vâng, đúng vậy. Dạ. Thì nãy đó thì An Miên cũng có nói là hạnh phúc ở đây là mình không dám bàn tới, chỉ nói chứ sự tương đối là nhìn có đôi có cặp thôi. Coi như các cụ nói là đi đâu cũng phải có đôi có cặp, thì coi như đó là hạnh phúc của các cụ ban cho. Còn vấn đề bên trong sự thật có hạnh phúc như thế nào, hạnh phúc nhiều, hạnh phúc ít, thì cái đó là chắc là mỗi một người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Thì bây giờ chúng ta đang nói tới là có hai cái vấn đề là có vợ có chồng. Thứ nhất là cái thời mà ông cha của mình đó, và bây giờ đó có mấy cái luật nó mới ban, không biết Phương Quỳnh có để ý không, mà chắc Phương Quỳnh cũng biết, nó là tiểu bang ở Massachusetts, mà thành phố Somerville thì mới ban hành hồi đầu tháng 7 thôi, là cho phép gọi là đa phu đa thê, tức là nó gọi là đa ái đó. Đúng rồi đó, thì cái đó đó là một ông có thể lấy được nhiều vợ và một vợ có thể lấy được nhiều chồng. Thì bây giờ đó, nói chung là khi mà nói tới đa phu đa thê thì chúng ta thấy là chúng ta đang nói phận đàn bà của người Việt Nam chúng ta thôi nha. Dạ. Thì chúng ta thấy rằng có một cái bức tranh mà có lẽ là Phương Quỳnh cũng đã nhìn thấy và đã biết là ông của chúng ta đôi lúc lại có nhiều bà. Chúng ta chẳng hạn như là An Miên lớn lên thì có rất là nhiều bà ngoại, nhưng mà may mắn là những bà ngoại đó không có còn đầy đủ. Tại vì bà ngoại của An Miên là chánh thất, nhưng mà bà tánh rất là cương quyết, thành ra bà sống riêng. Còn nhưng mà có điều lạ lắm là sau này bà với lại một người bà nữa gọi là bà trẻ, thì hai bà lại rất thương yêu nhau. Mà còn thương hơn là thương ông nữa. Thành ra cái điều đó là An Miên thấy rất là hay. Dạ thưa, muốn chia sẻ với chị và quý vị khán giả là cái chuyện mà đàn ông ngày xưa năm thê bảy thiếp là cái chuyện bình thường trong xã hội. Các ông giỏi có ha nuôi được hết các bà mới hay. Mình cũng không hiểu là các ông làm gì mà có lắm tiền thế. Mà thì mình ngược về cái dòng thời gian, trong cái thời gian mà các bà nội bà ngoại của mình, thì mình thấy các bà sống với nhau cũng êm đềm phải không? Cũng êm đềm. Mà mình không biết các bà có hạnh phúc hay không.
thôi khỏi bàn đi. Không, theo Phương Quỳnh nghĩ đó, theo cảm nhận của Phương Quỳnh thì làm sao gọi là một hạnh phúc khi một người chồng mình yêu thương, mình sống đời với họ, mình sanh con đẻ cái với họ, mà người đàn ông đó phải chia năm xẻ bảy. Đúng. Không phải của riêng mình. Phương Quỳnh đang nói đến người ông ngoại của Phương Quỳnh. Ồ, có ông ngoại Phương Quỳnh. Vâng, thưa quý vị, đó không phải là chuyện trong cổ tích, mà chuyện ông ngoại của Phương Quỳnh có tới 7 người đàn bà cùng đồng hành với ông trong cuộc đời. Trời ơi, ông ngoại của Quỳnh là 7 bà, trong khi An Miên 5 bà, nhưng mà cuối cùng chỉ có 2 bà ở với ông thôi. Vâng, nhưng mà... An Miên bái phục cụ đó. Dạ, thưa chị, 7 người... 7 bà ngoại này, 7 người phụ nữ này, họ sống với nhau trong cùng một mái gia đình. Thì có hạnh phúc hay không, Phương, theo với lại cái định kiến xã hội hiện nay và theo cảm nhận của Phương Quỳnh thì Phương Quỳnh cho nó là không. Có thể các bà ngoại của Phương Quỳnh cũng nói riêng và những người đàn bà trong cái thời phong kiến nói chung, họ chịu gói mình trong một cái đạo Nho giáo, trong cái bốn chữ mà gọi là tam tầm tứ đức. Các bà sống cam chịu và lấy cái niềm vui của người chồng làm cái lẽ sống của đời mình. Các cụ cái ngày xưa với cái cặp mắt phong kiến ngày xưa cứ nghĩ đàn bà chúng tôi là phải tam tầm, phải tứ đức thì mới là chính chuyên. Còn các ông năm thê ngoại thiếp, năm thê bảy thiếp, chưa kể những mối tình lẻ tẻ ngoài đường thì lại được phong cho một cái danh hiệu rất là hào nhoáng là các ông sao đào hoa thế. Thì theo như Phương Quỳnh thì Phương Quỳnh thấy tội nghiệp cho người đàn bà Việt Nam của mình nhiều hơn là lúc nào cũng phải chấp nhận cái cuộc sống mà xã hội đặt ra cho họ, họ thoát ra, thoát không được. Sống ở nhà thì tại phu thì tòng phụ, xuất giá thì tòng phu, đến khi chồng chết lại phải phục vụ tới con nữa. Không có một cái gì cho bản thân mình cả. Nhưng mà có câu hỏi này An Miên thắc mắc á, là Phương Quỳnh, là các bà của Phương Quỳnh đó ở chung với nhau chung một nhà, rồi các bà cũng có con phải không, có con có cháu phải không Phương Quỳnh, mà vẫn thương yêu nhau phải không Phương Quỳnh? Dạ thưa quý vị, thương yêu nhau thì mình hậu sinh thì mình cũng không biết thật sự nó như thế nào. Nhưng mà các bà sống với nhau trong cùng một mái gia đình và có rất nhiều con. Phương Quỳnh cũng chưa biết được hết tất cả các cô chú của mình, tại vì có một số người còn lưu lại miền Bắc và một số người đã sống tại miền Nam. Thì hạnh phúc họ có lẽ họ cam chịu hơn là họ sống được cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc gia đình thật sự. Thì nếu mà hạnh phúc thì quý vị với lại chị cũng biết là Hồ Xuân Hương không có phải thốt lên một cái câu mà rất là cay đắng là chém cha cái chồng chung, kẻ đắp chân bông, kẻ lạnh lùng. Phải đúng vậy thưa quý vị, bởi vì bà Hồ Xuân Hương á, thưa Quỳnh, cũng là làm lẽ của ông Tổng Cóc và ông Phủ Vĩnh Tường, cho nên bà có một bài thơ rất là cay đắng là chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chân bông, kẻ lạnh lùng. Thì nhưng mà có thể là bởi vì bà Hồ Xuân Hương là một người phụ nữ phải gọi là nữ sĩ, cho nên tư tưởng của bà rất là mới mẻ. Và phải nói là ngay cái thời đó thì người ta lên án bà kinh lắm cơ. Vâng. Nhưng mà thế hệ sau chúng ta lại được hưởng cả một di sản văn hóa và cái tánh, gọi là tánh độc lập, tự tin và tài hoa của một người nữ sĩ. Và quay trở lại với cái chuyện phận đàn bà, tự vì cái chữ phận đó nó làm cho người ta liên tưởng một cái gì đó mà tự nhiên khi nói phận đàn bà người ta đều nghĩ nó buồn. Mà trong khi An Miên thấy là có nhiều phận đàn bà vui lắm thưa quý vị, phải nói là một bước được làm phu nhân đó. Là có nhiều người đàn bà ha, lập gia đình mà chồng lo hết từ trên xuống dưới, tức là bà chỉ có ăn xong và chơi nhưng mà chồng lại nghe lời và chiều chuộng trọn vẹn. Cái này là An Miên cũng nhìn thấy trong gia đình An Miên, và An Miên có người chị cũng vậy, không phải thế hệ cũ đâu, thế hệ mới đó. Nói chung là chồng chị là giáo sư đại học, còn chị thì cũng có học hành, nhưng mà người chồng rất là thương, nói vợ là em thích đi làm thì em đi, thì em ở nhà thì em ở nhà,
bây giờ con cái chị lớn rồi thì các con nó cũng phải nó ổn định, mà nó rất là thương mẹ nó. Tức là người chị An Miên là được trọn vẹn đó. Nói mà phận đàn bà là buồn đó, thì nói với chị đó thì chắc chị chẳng biết buồn là gì đâu. Mà Phương Quỳnh cũng thấy chị đó rồi đó, rất là thoải mái. Theo Phương Quỳnh thì mọi cái góc cạnh của vấn đề nó cũng có cái mặt phải, mặt trái của nó. Như một cái con dao mình cầm lên thì chỗ sắc, chỗ cùn. Thì Phương Quỳnh cũng nói cái phần đầu tiên là có những người họ không thích chia sẻ. Đúng vậy. Họ chịu đựng. Và khi mình nói về cái chữ phận, nó có số phận, nó có duyên phận và có cam phận trong đây nữa. Nhưng mà Phương Quỳnh có nghĩ cái chữ phận này á, nó có vẻ giống như là nó đặt người phụ nữ chúng ta là giống như hơi bi quan không? An phận trong đó nữa. Ồ, an phận nữa. Dạ. Cái này đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn của người phụ nữ. Dạ, an phận là có thể là đối với cái người đàn bà đó, họ nói họ cảm thấy là đủ và họ cảm thấy sung sướng. Nhưng mà đối với những người không an cam phận á, không an phận thì họ cảm thấy cái số phận của tôi sao nó đen tủi thế. Những người đàn bà khác như tôi, họ được như vậy mà tôi chẳng được như họ. Còn nói về duyên phận và số phận thì nó thêm về cái định gọi định mệnh hơn đó, là mình thêm về cái mình gọi là bói toán hơn. Thì có thể các ông bà nói là thường hay thấy một cái gia đình hạnh phúc, cái cô đó có được hưởng mọi thứ trên đời mà các người khác được ao ước á, thì họ nói chắc kiếp trước cô đấy có tu đấy, nên là kiếp này cô được hưởng trọn vẹn như vậy. Hoặc là ông chồng đó kiếp trước chắc mang nợ cô đấy, kiếp này chúng nó gặp nhau để chúng nó trả nợ cho nhau. Thì là thôi, cái chữ phận đó nó được gắn liền tới từng chữ một. Thì thôi, nếu mình cam phận thì mình chấp nhận cái cuộc sống của mình đang có. Nếu mình an phận thì mình vui với cuộc sống mình đang có. Thì rất là do hay. Đó thì Phương Quỳnh nói hạnh phúc tùy theo cảm nhận của từng con người. Tùy theo mỗi người có an phận, cam phận như thế nào, hoặc là tin theo số phận. Dạ. Cảm ơn Phương Quỳnh. Phải nói là nãy giờ nghe Phương Quỳnh nói đó, thì An Miên cảm thấy mình hiểu biết thêm được cái chữ phận khi mà nói về phận đàn bà. Và phải nói tới là câu ca dao của các cụ ngày xưa mà thường ví phận đàn bà, nó cũng có nhiều câu rất là tinh tế. Chẳng hạn như thân em như giếng giữa đàn, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Và cảm ơn quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện hôm nay. Xin quý vị giữ màn hình và chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại.